Cô uống đi. Ngày khác thì tôi không biết, nhưng hôm nay phải uống một lon chứ. Phải vậy không? Cùng cái đi. Một buổi sáng tuyệt vời. Bác sĩ Song In-che. Đúng vậy, quả là một buổi sáng tuyệt vời. Sang bên này một chút. Rất sạch sẽ. Vất vả rồi bác sĩ Song. Cậu cũng vất vả rồi. Cảm ơn nhiều. Sau này tôi còn phải làm phiền cô. Tôi đã nói chuyện với khoa cấp cứu rồi. Cô hãy bắt đầu làm việc từ ngày mai. Dù cô đã gây ra sự cố gì, nhưng dựa vào thực lực của cô có đủ tư cách để có được thứ mình muốn. Sau này hợp tác tốt nha. Tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa bác sĩ. Ra rồi. Bác sĩ Song In-che, ca phẫu thuật tối qua khiến người ta vô cùng cảm động. Bác sĩ Song In-che, cô cảm thấy thế nào? Cô hãy nói gì đi. Tôi hy vọng bệnh nhân hồi phục không gặp vấn đề gì. Lý do cô đến làm việc ở tàu y khoa là gì? Theo như thông báo thì tàu y khoa là nơi các nam bác sĩ thay thế nghĩa vụ quân sự. Có lý do đặc biệt gì để cô tình nguyện làm việc ở tàu y khoa hay không? Trước khi làm việc ở tàu y khoa, cô đã làm việc ở đâu rồi? Bệnh viện Đại Hàn Seoul. Lý do cô từ một trong năm bệnh viện hàng đầu của cả nước chuyển đến tàu y khoa là gì cho chúng tôi biết đi. Chắc là cô ấy sẽ không nói ra những chuyện quan trọng gì chứ. Một tháng trước, đúng đó, mọi chuyện là như vậy. Tôi cũng không biết phải làm sao đi nữa. Bác sĩ Song In-che, nhanh như vậy cô đã quay lại rồi sao? Tang sự mới kết thúc còn chưa đến một ngày mà. Cô không nghỉ thêm vài ngày đi. Vẫn còn đến 4 ngày phép lận. Hơn nữa hôm nay lại là thứ bảy mà cô cần chi vội vàng như vậy chứ, có đúng không bác sĩ? Cô hãy liên hệ bên IA, kêu họ chuyển phẫu thuật cấp cứu sang cho tôi. Như vậy không có được đâu. Tôi biết tâm trạng của cô không tốt cho nên mới làm như vậy đó. Có lẽ tôi hiểu được, nhưng mà chuyện này không thể nào gấp gáp được đâu. Bác sĩ à, cho nên cô hãy về nhà và ngủ một giấc. Xảy ra chuyện lớn rồi thưa bác sĩ. Bác sĩ, đây là bệnh nhân mà 3 ngày trước đã làm phẫu thuật cắt bỏ ung thư dạ dày ở khoang bụng. Đến tối qua cũng chỉ bị sốt nhẹ thôi. Nhưng mà đột nhiên hôm nay sốt cao kèm theo triệu chứng đau tức ở ngực nữa. Cấp cứu khẩn cấp. Đưa người nhà bệnh nhân ra ngoài. Đừng mà. Còn hai tôi. Chung. Tránh ra. Thêm 1mg adrenaline. 300 chu. Tránh ra. 360. Tránh ra. Ai phẫu thuật cho cổ? Là bác sĩ Myung Se-jun sao? Dạ không phải, là trưởng khoa trực tiếp làm. Bây giờ chụp CT, sau đó nhanh chóng tiến hành kiểm tra các bộ phận khác. Tôi biết rồi. Bác sĩ ơi,
Mẹ con đi đâu vậy? Phòng kiểm tra. Kiểm tra xem mẹ con đang đau ở đâu. Tại sao mẹ con lại đau sao? Hôm nay mẹ con còn đau hơn hôm qua nữa đó. Tạm thời vẫn chưa biết. Nếu như kiểm tra xong thì mới có thể biết được. Bác sĩ ơi, con sẽ giúp mẹ con khỏe lên đúng không? Cô sẽ cố gắng. Bác sĩ à, cái này... Quả nhiên là bị viêm tĩnh mạch. Xảy ra vấn đề trong lúc phẫu thuật sao? Đừng suy đoán tùy tiện, đi xem phòng phẫu thuật trước đi. Dạ, được rồi bác sĩ. Alo, tôi là Đỗ Hun đi. À, bác sĩ Song, tang sự của mẹ cô đã xong chưa vậy? Xảy ra chuyện rồi thưa bác sĩ. Bây giờ anh phải đến bệnh viện ngay lập tức. Nghe tôi nói đi, hôm nay là thứ bảy, có chuyện gì vậy? Bệnh nhân Kim Hae-mi do anh làm phẫu thuật, hình như trong khi phẫu thuật đã xảy ra vấn đề rồi. Cái gì? Song Eun Jae, cô đang nói cái gì vậy chứ? Trưởng khoa đã đến chưa? Vẫn chưa đến thưa bác sĩ Song. Không còn thời gian nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Có chuyện gì vậy? Phán đoán là do viêm tĩnh mạch, do lỗ tim bác sĩ Đô Hun. Cô nói như vậy là có ý gì hả? Ý cô là phẫu thuật đơn giản như vậy mà tôi cũng phạm sai lầm sao? Trước tiên chúng ta hãy kiểm tra đã. Nếu còn kéo dài thời gian thì bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm thưa bác sĩ. Trưởng khoa à? Giao mổ. Ôi, phải làm sao đây? Đúng là vấn đề khi phẫu thuật mà. Chúng ta cần gọi bác sĩ khoa lồng ngực không? Tôi sẽ lập tức gọi cho khoa lồng ngực. Bác sĩ Kim. Dạ. Nhanh. Được rồi. Nhanh lên.